Cuộc sống cơ cực của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ trước khi về Việt Nam đoàn tụ con gái. Những ngày qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ với con gái La Vi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó, khi anh qua Mỹ định cư, cô bé ở quê nhà với mẹ là diễn viên Mai Phương sau khi Mai Phương qua đời vào năm 2020. La Vi được hai cô bảo mẫu chăm sóc, trong 3 năm Phùng Ngọc Huy không về Việt Nam, khiến anh đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây trong một chương trình giao lưu với diễn viên Thúy Nga, ca sĩ Lưu Gia Bảo đã chia sẻ về những khó khăn mà Phùng Ngọc Huy phải trải qua ở Mỹ. Cả hai là đôi bạn thân gắn bó nhiều năm khi cùng định cư tại xứ người. Lưu Gia Bảo kể, trong 8 năm xa xứ, Phùng Ngọc Huy đã phải đối diện với nhiều biến cố. Có giai đoạn Huy lần lượt mất nhiều người thân ở Việt Nam, trong đó có Mai Phương, nhưng lại không thể làm gì, con cũng không gặp được, điều đó khủng khiếp lắm, ca sĩ chia sẻ. Chứng kiến bạn thân chịu đựng tổn thương suy sụp vì thị phi, nhưng không lên tiếng giải thích, Lưu Gia Bảo cảm thấy xót xa, có nhiều thông tin sai lệch, tôi thấy em bị hiểu lầm rất tội, nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích, nam ca sĩ than thở. Không chỉ chịu áp lực tinh thần, Lưu Gia Bảo cho biết Phùng Ngọc Huy còn có gánh nặng với kinh tế vì muốn bảo lãnh con gái qua Mỹ định cư, diễn viên cổng mặt trời tranh thủ bán hàng online. Phùng Ngọc Huy phải quên đi việc mình là người nổi tiếng để chốt đơn giao hàng cho khách. Có ngày, Phùng Ngọc Huy chỉ ngủ 5-6 tiếng. Hiện tại em tập trung công việc kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em sẽ chở bé đi học. Dù vất vả một chút, em cũng muốn có sự vất vả đó. Phùng Ngọc Huy từng nói với Lưu Gia Bảo hồi đầu năm nay anh ra mắt ca khúc Không Đâu Bằng Nhà, bày tỏ niềm thương nhớ con. Lời bài hát có đoạn Xuân năm nay chẳng về, nhưng con ơi hãy chờ, cha sẽ đem đến con đường tương lai, khiến khán giả xúc động. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy đang ở Việt Nam quây quần bên gia đình và con gái. Tuy nhiên, anh chưa đưa La Vi sang Mỹ ngay vì còn chờ hoàn tất thủ tục bảo lãnh. Dự kiến tháng 10, Phùng Ngọc Huy sẽ trở lại quê nhà đón con.